Thành công và nổi tiếng nhất sau khi bước ra từ The Ultimate Fighter phải kể tới đó là Kamaru Usman. Tham gia chương trình từ năm 2015, Kamaru Usman đã cho thấy một tiềm năng vô cùng lớn khi đánh bại lần lượt Michael Graves và Hayden Hassan để được ký hợp đồng 6 chữ số với UFC. Khi chính thức trở thành võ sĩ của giải đấu danh giá nhất, sự nghiệp của anh trở nên rực rỡ hơn nữa. Cơn ác mộng Nigeria càn quét hầu hết tất cả những đối thủ anh gặp mặt. Để rồi sau 9 chiến thắng liên tiếp, Kamaru Usman đã nhận tấm vé vào trận tranh đai với nhà vô địch thời điểm đó là Tyron Woodley, người đã có gần 3 năm giữ ngôi vương. Bị đánh giá thấp hơn, Usman vẫn có một chiến thắng áp đảo khi cho nhà vô địch nếm đủ suốt cả 5 hiệp đấu. Dưới năm 2021, Kamaru Usman cũng đã được bầu chọn là võ sĩ của năm ở những trang thể thao nổi tiếng như CBS, ESPN hay MMA Mania. Kamaru Usman cũng đang nắm giữ những kỷ lục ấn tượng của UFC với 5 lần bảo vệ đai vô địch hạng bán chung thành công. Usman cũng là võ sĩ có số trận thắng liên tiếp nhiều nhất ở hạng bán chung với 15 trận. Trong 15 trận đó, Kamaru Usman cũng không để đối thủ quật ngã bất kỳ một lần nào. Dù hiện tại đang là thời điểm mà Usman trải qua quãng thời gian phong độ không tốt, nhưng với những gì mà cơn ác mộng Nigeria đã thể hiện và những kỷ lục mà anh nắm giữ, Kamaru Usman vẫn xứng đáng là cái tên thành công bậc nhất kể từ khi bước ra sau Ultimate Fighter. Nhà vô địch tiếp theo bước ra từ The Ultimate Fighter đó là nữ võ sĩ người Mỹ gốc Venezuela Juliana Peña, là nữ võ sĩ đầu tiên chiến thắng ở chương trình The Ultimate Fighter năm 2013. Nhưng chấn thương dây chằng đầu gối đã khiến mãi đến tận năm 2015, Peña mới có trận ra mắt cho UFC. Nữ võ sĩ gốc Venezuela đã có được liền 3 chiến thắng liên tiếp để liên tục leo cao trên bảng xếp hạng UFC thời điểm đó. Dù ở quãng thời gian tiếp theo từ năm 2017 đến năm 2021, Juliana Peña chỉ thi đấu 4 trận thắng 2, nhưng cô vẫn được vinh dự góp mặt trong trận tranh đai hạng gà trước huyền thoại Amanda Nunes. Ở đây, Juliana Peña đã tạo nên bất ngờ được coi là lớn nhất lịch sử UFC khi hạ gục được Amanda Nunes và giành lấy trận đai vô địch. Dù không thể bảo vệ thành công danh hiệu ở lần tái đấu, nhưng Juliana Peña vẫn được coi là một trong những nữ võ sĩ xuất sắc nhất hạng gà thời điểm hiện tại. Một cái tên cũng rất đáng chú ý đã bước ra từ The Ultimate Fighter đó là Carla Esparza. Trước khi đến với The Ultimate Fighter 2014, Carla Esparza cũng từng là nhà vô địch hạng rơm tại giải Invicta FC. Tuy nhiên, chỉ khi chiến thắng tại The Ultimate Fighter 2014, tên tuổi của Esparza mới thực sự bước ra ánh sáng khi giúp cô trở thành nhà vô địch nữ đầu tiên của hạng rơm tại UFC. Dù sau đó chấn thương đã khiến Esparza gặp nhiều khó khăn, nhưng cô chưa bao giờ bỏ cuộc. Để rồi đến năm 2022, một lần nữa, Esparza lại đối mặt với Nama Yunus và một lần nữa, Esparza có được chiến thắng để lấy lại đai vô địch hạng rơm. Cô cũng đang nắm giữ một loạt kỷ lục ở hạng đấu này như là võ sĩ có số trận thắng nhiều nhất hạng rơm với 10 trận, võ sĩ có số lần quật ngã nhiều nhất hạng rơm 44 lần và giờ, dù đã 35 tuổi, Carla Esparza vẫn luôn là một cái tên sừng sỏ với bất kỳ đối thủ nào khi đối đầu với cô. Và đó là top 3 những võ sĩ thành công nhất đã bước ra từ The Ultimate Fighter. Do vậy, hãy cùng chờ đợi mùa giải năm nay với sự hướng dẫn của Conor McGregor và Michael Chandler, liệu sẽ có thêm ngôi sao nào bước ra ánh sáng? The Ultimate Fighter với tên gọi Việt hóa Chiến binh tối thượng sẽ chính thức phát sóng vào lúc 20:30 thứ năm ngày 1 tháng 6 trên K+.